Vâng, quý vị đang được nghe chất âm của cái con cặp loa đấy, hàng chính hãng của Wafadan. Hiện tại đã và đang được áp dụng giá cực tốt tại Nguyên Độ Audio. Đấy. Con này giá hạng đang là 19.800.000 đồng và bên em đang áp dụng khuyến mại cho duy nhất đợt này trong cái dịp cuối tuần này. Đôi loa Sigma 12 này giá còn 13.900.000 đồng. Đấy. Quý vị nào ai có nhu cầu mua liên hệ ngay cho bên em nhé, bởi vì là gì, những con này giá như này rất ít khi có, rất ít khi có cái giá này. Đấy. Bây giờ quý vị đi mua một đôi loa bãi Sigma 12 thôi. Đấy. Như thế này hoặc là Beta 12 kiểu dáng như thế này. Đấy. Hàng bãi như quý vị nó đã phải rơi khoảng 10 triệu rồi, 11 triệu rồi. Đấy. Đây này. Thậm chí là quý vị mua hàng bãi Trung Quốc loại 1 nhưng đã cũng là 8 9 triệu một đôi rồi. Đấy. Nhưng đây là hàng chính hãng luôn. Hàng chính hãng được công ty Phúc Giang nhập khẩu từ nhà máy của Wafadan. Đấy. Tiếng rất hay, hát rất là phê. Đấy. Bây giờ xin mời quý vị nghe chất âm của nó. Vâng, nghe thêm chất âm của nó. Đấy, nghe nhạc mạnh trước nha. Đây là còn chưa cần xốp nha quý vị. Nếu có xốp vào nữa thì màu nó sẽ còn hăng hay hơn nữa. Thêm màu sắc vào cho đôi loa này thì quá tuyệt vời luôn. Đấy. Bây giờ xin mời quý vị quan sát và cảm ơn về cái cặp loa này nhé. Đây là cặp loa Sigma 12 đấy mà chúng ta vừa mới được nghe thực chất đâu. Đấy. Loa mới cứng luôn nhá, mới đập hộp luôn. Đấy. Đây. À, mới đập hộp. Đấy, vỏ bóng loáng rất đẹp nhá. Vâng. Đấy. Công suất của loa là 300W hoạt động continue, 600W là program và 1200W là công suất hoạt động peak với trở kháng là 8 ohm. Có hai đầu cắm jack Koda cho quý vị lựa chọn nhé, một bên trái và một bên phải, rất tiện lợi, chỉ cần cắm vào xoáy vào là dùng được luôn. Hàng về đẹp, hàng mới nên còn cực mới. Vâng. Đây, quý vị thấy chưa, đề căng. Đấy. Còn nguyên tem của hãng nha, Sigma 12. Con này độ nhạy được 129 decibel luôn. Đấy. Rất là kinh khủng. Đấy. Với cái độ nhạy như thế này thì
cái khả năng chơi nhạc của nó hay rất là nhiều đấy. Bởi vì những cái con độ nhạy nó càng thấp thì cái nó rất là lì tiếng, rất là khó ghép đầy, nhưng những cái con như này độ nhạy cao như này rất dễ ghép đấy, không có gì khó khăn cho việc ghép mà âm đi với đẩy vào cái con loa này cả đấy. Đây tần số hoạt động của nó là từ 55 Hz cho đến 55 Hz cho đến 20 kHz đấy. Rất thấp nhé, cái 55 Hz là rất thấp rồi đấy. Rất ít loa đạt được cái tầm này, nó full đấy. Chính vì thế mà quý vị nghe tiếng bass nó đánh rất là sâu và đực. Tiếp theo ở đây là Dual Layer 2.5 inch Voice Cone 12 inch woofer. Cone là 2.5 inch nhân lên là bao nhiêu? 2.5 inch cone nó là đi 2.2 nhân 2.2 là đi 60 à? Cone 62 63 gì đấy. Vâng. Và cũng có thể là em nhầm nhá. Cái này là 12 inch woofer, đây là chính là kích thước của nó bass, đây là bass 30. Đấy. 1.75 custom titanium chrome basser cái gì đấy, live em cái này không dịch được. Đấy. Đây chắc là từ kép. Đấy. Hoặc là cái này có thể là cái này là chép kèn. Đây chép kèn. Chưa biết đâu, lại nhá. Đấy, Sigma 12 này rất là chất lượng. Đấy. Đây con này tương tự thôi, cái loa bên này thì tương tự cái loa bên kia. Đây, còn đây là vỏ thùng của sản phẩm này. Quý vị nha, đây nhìn này. Quý vị nhìn đây, hàng chính hãng nha. Quý vị lưu ý này, hàng chính hãng lúc nào cũng sẽ có tem của hãng này. Tem của hãng chúng ta dán ở đây. Và đáy thùng như này. Này. Để có hướng dẫn kích hoạt bảo hành này. Điện tử này. Đấy. Nhắn tin này cú pháp đây này. Đây. Đấy. Đây, cái gì ở DKBH này. Dấu cách là số series này, dấu số series ở đây. Series ở đây. Mã sản phẩm ở đây. Là model là Sigma 12 đây. Gửi đến 6089 cái lộ hành. Đấy. Đấy, ví dụ này người ta gọi DKBH này. TN06 cái gì gì đấy, đằng sau đây là một loạt series của nó. Vâng. Đấy. Đây là 0320 cái gì đấy nữa. Đấy. HG ở đây. Đấy. Xong gửi đến tổng đài 6089 nhá. Đấy. Thông tin chi tiết có thể liên hệ đây, truy cập website và có thể search được series ở đây luôn. Tiếp tục bảo hành được. Đây là mã QR code quét. Đây mã sản phẩm Sigma 12 nhá. Cái xuất xứ ghi rất rõ ràng là Trung Quốc, tức là được sản xuất tại nhà máy của Wolfram là tại Trung Quốc. Đấy. Hãng sản xuất đây Wolfram Easter cái gì đấy. Đấy. Ok như quý vị. Đấy. Trên thùng cũng ghi rất rõ ràng thông số của loa. Đấy. Trong đây em chỉ lấy ví dụ một cái thùng thôi nha, em có. Đây trong đây thì nó quý vị thấy là hàng về được rồi, bọc nó rất cẩn thận. Đấy. Ni lông đầy đủ hết. Chống ẩm. Cắt đồ sản phẩm. Này. Ok nha quý vị. Này. Hàng do công ty Phúc Gia nhập khẩu về. Vâng. Tiếng rất là hay và chất lượng. Này. Thì đấy, giá thì em có nói rồi. 19.800.000 nhá, nhưng mà đợt này bán duy nhất là đợt này nhá, với giá là 13.000.000. 900.000 đấy. Cái này thì em không thể để giá này được lâu đâu, bởi vì là nếu như em để cái giá này em chỉ bán được một đôi này với giá đấy thôi nha quý vị. Là ai có nhu cầu mua liên hệ ngay cho bên em đấy. Số điện thoại bên em là 0966594581 và em sẽ không thể bán được nhiều đôi như này với giá như này, em chỉ bán duy nhất một đôi này với giá này nhá. Hay quý vị là ai có nhu cầu mua liên hệ ngay nhá. Số điện thoại là 0966594581, bởi vì là với cái giá này thì hãng người ta cũng không cho phép bán đâu. Nó thật là như thế. Nhưng mà thôi thì
lâu lâu em chiên khách hàng một lần đấy. Đấy. Duy nhất một lần này. Con này Sigma 12 giá là 13.900.000, quý vị ai có nhu cầu mua liên hệ ngay nhé, 0966 594581. Và em xin chào mọi người và xin hẹn gặp lại quý vị ở trong những video tiếp theo bên em.